Em xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ và em là Sơn Đức Văn Tình đến từ salon Yusuka Việt Nam có địa chỉ tại số 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì Hà Nội thời tiết khá là nắng, thế nhưng mà xen vào đó là những cơn gió rất là mát rời thì em Tình lại về thêm được một chiếc cực kỳ xuất sắc luôn, đó là chiếc xe Volkswagen T1 nha mọi người, phiên bản 2.0 All Space màu đen nội thất đen, sản xuất năm 2018 và chiếc xe đăng ký lần đầu vào năm 2020. Chiếc xe này của em thì mang biển số thành phố các bác nhé. Và các bác đăng ký sang tên về Hà Nội thì mình sẽ không mất 20 triệu tiền biển đâu ạ. Mình sẽ được bấm biển số mới nha các bác và chỉ mất có 2% thuế trước bạ khi đi sang tên thôi. Chiếc xe Volkswagen này thì hiện tại đã lăn bánh được là 31.000 km chuẩn zin và em cam kết đồng hồ chuẩn không tua cho các bác. Các bác mua xe thì hoàn toàn có thể kiểm tra hãng hoặc kỳ địa điểm gara nào để các bác có thể check test kiểm tra lại chất lượng. Và bên em sẵn sàng luôn đặt bút ký cam kết cũng như bảo hành với các bác về chất lượng xe là không đâm đụng, tai nạn, ngập nước, thủy kích, máy móc, động cơ, số nguyên bản, hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp, không phản nguội, km bao zin cho các bác luôn. Và với chiếc xe Volkswagen này thì đây là một chiếc xe thương hiệu châu Âu và được nhập khẩu chiếc tại Mexico. Và hiện tại thì chiếc xe này đang được cửa hàng bên em chào bán mức giá là 1.250.000 đồng. Mức giá trên thì em Tình vẫn còn thương lượng và có thể gia lộc thêm cho quý chị thiện chí nhé. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc inbox Zalo cho em 0911666325, hoặc anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe, lái thử, cảm nhận trực tiếp về sản phẩm. Và em xin được giới thiệu rằng là với dòng Volkswagen này hiện tại bên em đang có sẵn 3 chiếc có thể giao xe sẵn sàng với các bác luôn. Một chiếc màu đen 2018 thì hiện tại em đang quay và lên hình và giới thiệu các bác đây. Và em còn một chiếc 2018 màu trắng nữa và cũng là tên tư nhân, một chủ từ mới, biển gốc Sài Gòn. Xe thì đã lăn bánh được chuẩn 2.5 km nha các bác. Các bác nào thích màu trắng, màu đen 2018 thì em đều có. Ngoài ra thì em còn một chiếc nữa là bản cao cấp nhất, nâng cấp rồi, là bản Luxury S nha mọi người, sản xuất năm 2021, tên tư nhân, biển Hà Nội, màu đen nội thất đen. Xe lăn bánh đúng 12.000 km. Và trước đó thì hiện tại thì em đang chào bán mức giá là 1.790.000. Còn hai chiếc 2018 này thì em đang chào bán đồng giá là 1.250.000. Quay trở lại chiếc màu đen thì em sẽ quay chi tiết một vòng ngoại thất rồi đến nội thất để các bác cùng xem nhé. Có một điều rất là đặc biệt ở trên chiếc xe màu đen 2018 hiện tại em đang quay giới thiệu các bác đây, thì chiếc xe này đã được bác chủ xe lên bộ cửa hít rất là xịn sò rồi nha các bác. Đó, xe đã được nâng cấp lên cửa hít với một chiếc xe thương hiệu châu Âu, thân vỏ cực kỳ dày dặn và sử dụng chung động cơ khung gầm với lại Audi Q5, và lại được trang bị cửa hít nữa thì đây là một điểm cộng cực kỳ đáng giá trên cái dòng xe này. Thứ nhất, Volkswagen T1 thì sử dụng động cơ là 2.0 tăng áp này, sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion này, chế độ tiết kiệm nhiên liệu thì cũng rất là tốt này. Nếu như các bác đi trong đường trường, cung đường trường thì với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ tầm khoảng 7 lít hoặc là dưới 7 lít một chút thôi, thì đây là một con số cực kỳ ngạc nhiên với các bác luôn đúng không ạ? Một chiếc xe SUV 7 chỗ 5+2, thương hiệu xe Đức và được nhập khẩu với chiếc Mexico, rất là đẹp. Và các bác thấy cái nối thiết kế của Volkswagen nó đầy lam tĩnh nhưng cũng không thiếu đi sự quyến rũ và sức hút của một dòng xe SUV 7 chỗ với những đường gân guốc được dập nổi hai bên chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối xe, cũng như những đường gân được dập nổi trên nắp capo. Đó thì Volkswagen T1 này, toàn bộ hệ thống đèn trước và đèn sau đều được trang bị là hệ thống đèn full LED nha các bác. Đặc biệt hơn nữa thì với hệ thống la răng 19 inch thì cũng đã được thiết kế và sơn phay màu xám rất là đẹp, xám chì rất là đẹp và khỏe khoắn, cũng như lối thiết kế la răng đơn giản thôi. Mặc dù la răng được thiết kế khá đơn giản nhưng lại rất là cầu kỳ về chi tiết nha các bác, rất là đẹp nha các bác. Và có nguyên được một bộ an toàn đối với la răng này, và chúng ta phải có một bộ đồ nghề dụng cụ đi kèm của chính hãng thì chúng ta mới có thể tháo được la răng này nha các bác. Đó, có thể chống trộm đấy ạ. Ngoài ra thì với T1 thì cũng đã được trang bị cửa mở cảm biến một chạm rồi. Đó, và hệ thống đèn xi nhang dạng LED cũng được tích hợp ngay trên gương chiếu hậu luôn. Và hai phần gương chiếu hậu thì cũng được sơn một cái màu khác biệt so với tông màu đen ngoại thất của chiếc xe, đó là màu xám nhé mọi người. Thì nó sẽ làm nổi bật lên được cái dòng xe này. Đó, giải đèn LED này, giải đèn LED ban ngày đây các bác nhé, giải đèn LED đây là ban ngày này. Đó, rất là đẹp. Hệ thống đèn bi xê lông full LED này. Đó, hệ thống đèn xi nhang thì cũng được trang bị rất nhiều những dạng bóng LED luôn nha các bác, rất là đẹp. Hệ thống cảm biến va chạm trước sau cho xe thì đầy đủ, cũng như đi kèm hệ thống camera lùi cho xe.
logo to bản đính ở giữa và cái mặt ca lăng thì cũng rất là đơn giản thôi, không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà chúng ta nhìn kỹ và về lâu về dài thì với cái form xe này chúng ta vẫn mê được cái form xe này, bản thân em cũng vậy đó. Ok thì em sẽ quay qua phần nội thất để các bác cùng chiêm ngưỡng với em về chiếc xe Volkswagen K1 này nhá. Với cái tầm giá là 1 tỷ 250 triệu thì đây có phải là một chiếc xe SUV 7 chỗ thương hiệu xe Đức mà các bác có đáng để xuống tiền mua về trải nghiệm hay không nhá các bác. Toàn bộ hệ thống ghế thì gồm hàng ghế trước thì đều được trang bị là ghế chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ đi kèm nhá. Đó, nội thất ghế da cao cấp rồi các bác ạ, rất là xịn sò luôn. Và ghế này thì thiết kế ngồi rất là êm, đó, rất là mềm, cũng như thiết kế thì rất là đẹp. Vô lăng thì cũng được thiết kế dạng D-cut thể thao, nhìn cũng khá là ưng mắt với logo của Volkswagen đính ở giữa. Kèm theo thì cũng đi kèm với những cái phím bấm chức năng như cruise control, tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay kết nối Bluetooth này, điều khiển âm thanh bằng giọng nói. Và đặc biệt hơn nữa thì xe cũng đã được trang bị là gẩy số trên vô lăng rồi, số thể thao trên vô lăng. Hệ thống đèn thì đương nhiên sẽ là auto rồi nha các bác, hệ thống đèn auto. Và chiếc xe hiện tại thì như anh Tình đã nói thì đã lăn bánh được là 31.488 km chuẩn zin. Màn hình cảm ứng cỡ lớn nha các bác, màn hình cảm ứng cỡ lớn này rất là đặc biệt luôn. Hơn nữa thì em rất thích ở cái chiếc xe Volkswagen T1 này là hệ thống điều hòa thì đã được trang bị là điều hòa tự động 3 vùng độc lập, gồm 3 vùng phía, 2 vùng phía trên và 1 vùng phía dưới nha các bác. Đó. Tiếp đến thì xe có trang bị là chìa khóa đè lẩu thông minh start stop này, phanh tay điện tử nha các bác, chế độ an toàn auto hold. Đó, chế độ ngắt động cơ tạm thời để tiết kiệm nhiên liệu này, hỗ trợ lùi chuồng tự động này, đó. Rất là nhiều option luôn. Và đi kèm với đó là những cái chế độ lái rất là cao cấp như là hệ thống đường tuyết này, đường trường này, off-road và off-road nâng cao nha các bác. Trong cái chế độ đường trường này thì các bác có thể lựa chọn như Eco Sport Normal luôn cho các bác luôn nhá. Đó, để nó biến thiên theo thời gian, cảm biến gạt mưa tự động này, màn gương chiếu hậu là tràn viền nha các bác, rất là đẹp. Đặc biệt thì với dòng xe Volkswagen T1 này thì lại không có cửa sổ trời, một cái phong cách thiết kế rất châu Âu luôn đấy các bác nhá, luôn là rất thực dụng, đi kèm về những cái chất lượng của khách hàng sử dụng với những dòng xe này. Đó, đây các bác nhá, cửa gió điều hòa cũng như là dàn điều hòa độc lập phía sau cho các bác luôn. Và nội thất chiếc xe này thì em vừa mới cập bến thôi, cũng chỉ vội là rửa qua nước lã và lên hình chào bán đấy mọi người. Đó, sau đây thì em sẽ cho spa sạch sẽ đẹp đẽ chiếc xe này lên thì nhìn rất là yêu luôn đấy ạ. Đó, hệ thống đèn trước sau đều sử dụng hệ thống đèn full LED nha các bác. Đó, Volkswagen này. Cốp chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là cốp đóng mở điện rồi, đi kèm với hệ thống đa cốp thông minh nha mọi người. Cốp thì mình có thể nâng chỉnh tùy chỉnh độ cao, cũng như có cả hệ thống chống kẹt luôn nha các bác. Đó, đây là một dòng xe SUV 7 chỗ 5+2. Đó, đa sử dụng luôn nha các bác. Rất là hay trong tầm tiền ngoài 1 tỷ 2 một chút thôi. Đó, bên em thì vẫn hỗ trợ trả góp ngân hàng đến 70% giá trị xe nhé. Đặc biệt thì vẫn hỗ trợ các bác là giao xe toàn quốc, hỗ trợ mọi người đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc. Đó, như em đã nói ngay đầu clip rồi, xe bên em bán ra luôn sẵn sàng cam kết bảo hành đầy đủ cho các bác trên toàn quốc. Xe không đâm đụng, tai nạn ngập nước thủy kích, máy móc động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không tranh chấp, không phạt nguội, km bao zin cho các bác. Và các bác có thể kiểm tra xe tại bất kỳ địa điểm nào mà các bác mong muốn nhé, hãng cũng được, hoặc bất kỳ gara nào, hoặc nhờ người quen tin tưởng để có thể check lại xe. Nếu như các bác phát hiện ra lỗi xe cam kết, em Tình nhận lại xe, hoàn lại tiền cho các bác 100%. Đó, xin tổng hợp lại các bác thông tin chiếc xe này, đó là chiếc xe Volkswagen T1 sản xuất năm 2018 phiên bản 2.0 Allspace màu đen, nội thất đen, lăn bánh đúng 31.000 km, T4 nhân biển gốc thành phố. Chiếc xe đang được bên em chào bán mức giá là 1 tỷ 250 triệu, vẫn còn thương lượng và giao lộc thiện chí cho anh chị có nhu cầu. Thì mọi thông tin chi tiết anh chị có thể qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 77 Mai Phúc, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline của em là 0911 666 325, inbox Zalo cho em qua số điện thoại trên. Và em chỉ dùng duy nhất một số điện thoại trên thôi các bác nhé. Đó, em xin được Văn Tình có rất nhiều những dòng sản phẩm rất hay và rất đặc biệt để muốn chia sẻ với tất cả các bác, đặc biệt là với dòng xe Volkswagen thì em rất ưa thích luôn. Thì sau clip này em rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm của tất cả anh chị và các bạn trên toàn quốc nhé. Clip ngày hôm nay thì em cũng xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người ở những clip tiếp theo ạ.